Bạn đã mở thành công ổ khóa. Vui lòng tiếp tục mở khóa bên trên để mở cửa. 2 minutes later. Bạn đã mở thành công 2 ổ khóa. Tiếp theo, vui lòng đọc mật khẩu gồm 6 chữ số để mở cửa. 15 minutes later. 1111111. Mật khẩu chính xác. Tiếp theo, bạn phải đặt bàn tay lên cửa để xác thực dấu vân tay. Months later. Dấu vân tay hợp lệ. Chào mừng bạn đã về nhà. Bạn đã mở thành công cửa phụ số 1. Mời bạn tiếp tục mở khóa cửa phụ số 2. Xin cảm ơn.